2, 2, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với kênh Wild Mobile. Nhân dịp sinh nhật Free Fire 4 tuổi thì mình đã chơi lớn một bữa. Đó chính là bỏ ra 5 triệu đồng mua hết tất cả đồ ở trên shop Free Fire các bạn ạ. Wow. Ở trên Shopee đó nó là săn sale đó các bạn ạ. Nhưng mà tôi không có săn sale ha. Ai mà biết được. Tôi bỏ tiền ra tôi săn luôn. Bạn bị kinh rồi. Và tôi có rất là nhiều đồ nha mọi người. Bây giờ tôi sẽ ngồi khui ra tất cả đồ. Phải đi kiếm cái kéo là mà thôi khỏi kéo luôn. Để coi trong phòng mình có cái gì bén mình lấy mình cắt luôn ha. Không có rồi. Rồi chắc phải đi kiếm cái kéo đây nha các bạn. Chờ xíu nha. A few moments later. Ta-da! Có kéo rồi các bạn ạ. Bây giờ thì bắt đầu khui. Rồi, bây giờ tôi khui đây. Không biết ở trong đây có cái gì nữa. Hên xui nha các bạn. Không biết là có cắt nhầm vào đồ hay không nữa. Ai mà biết được. Wow. Có rồi anh em ạ. Vâng. Và món đồ đầu tiên đó chính là vòng tay Free Fire các bạn ạ. Đây một cái vòng tay khá là xinh xắn. Mình sẽ khui ra cho các bạn xem. Đây một cái vòng tay. Đó vòng tay Free Fire này. Wow hấp dẫn lên. Hấp dẫn chưa anh em. Đeo vô luôn. Không biết là đeo được hay không. Thật là hấp dẫn. Wow. Một cái vòng tay rất là dễ thương. Rồi tiếp theo có cái gì nào? Để xem coi. Ui cái gì đây? Cái gì đây? Mình kéo khui ra coi. Cái gì đây? Wow, một cái quạt Free Fire các bạn ạ. Rất xịn sò. Để tôi xem coi nó có cái gì trong này. Ui dễ thương quá à. Đây bật lên được không? Hình như hết pin rồi hả? Cái này phải cắm sạc sâu nha mọi người. Nhưng mà nó rất là dễ thương. Đây. Một cái quạt Free Fire nha các bạn. Đấy. Rồi. Tôi sẽ để qua một bên. Các bạn xem clip thì đừng quên để lại cho F1 like và một lượt chia sẻ nha. Các bạn nhớ bấm vào nút like nha. Bấm vào nút đăng ký nữa nha. Đó, hôm nay là tôi dịch mà. Biết làm gì đâu. Ngồi đặt hàng để mà coi thôi. Ta-da! Wow, một hình chibi. Đây là một cái nhân vật chibi của Kelly các bạn ạ. Wow. Mô hình chibi, wow, hấp dẫn. Ôi. Xịn sò chưa anh em, xịn sò chưa? Thấy tôi xịn sò chưa? Rớt cái gì thì phải, rớt cái kiếm rồi. Đây, sẽ gắn vô và sau đó sẽ trưng lên các bạn ạ. Đây. Ta-da! Wow, hấp dẫn, hồi đẹp quá. Từ, rớt cái kiếm rồi, tôi xuống, tôi lấy cái kiếm. Ây da. Rồi, đây là cái kiếm mình sẽ gắn vô cho nhân vật đó. Xịn sò chưa? Hấp dẫn chưa anh em? Wow, đẹp quá. Rồi, để qua một bên nha các bạn. Để qua một bên. Ta-da, tí nữa chừng sau. Rồi, tiếp theo. Ở đây có cái áo Free Fire nè, tí nữa mình sẽ thử áo sau. Đây cũng là áo Free Fire. Sinh nhật Free Fire tới rồi, mình cũng phải là ủng hộ cho Free Fire một cái gì đó chứ đúng không? Mình lên shop Garena trên Shopee các bạn ạ. Mình mua những cái thứ này về. Nói chung là có cái gì trên đó là mình mua hết các bạn ạ. Wow. Lâu lắm rồi cũng không mua. Tiếp theo. Wow. Một con C3. Wow. Còn có bông C3 các bạn. Khui ra luôn. Có khi nào mình cắt nhầm cái cắt đứt lỗ tai của con C3 không ta? Đây, mình có con C3. Rất là dễ thương. Cụ tèm phết. Nè. Rồi. Tiếp theo thì sẽ là hả? Một đôi dép lào Free Fire các bạn ạ. Rất xịn sò. Đây. Wow, ở trong Free Fire thì các bạn cũng có thể biết rồi, có dép lào rồi. Đây cũng là dép lào Free Fire. Đây, ai muốn ăn dép lào hay không đây? Ta đăng. Đây dép lào. Ném cái vào mặt luôn. Đừng quên xem chùa là ăn dép lào á nha. Dép lào này thì mình để đi ở nhà cũng được các bạn. Rồi để xuống chân đi. Rồi, cùng với đó thì chúng ta sẽ có gì đây? Một nhãn dán có đầy đủ nhân vật ở trong đây. Wow. Nào là Kelly, rồi Maxim,
rồi Olympia, anh Phúc, đủ các kiểu con này đủ này các bạn. Đấy. Rồi để qua bên coi còn cái gì nữa không. À, cái gì đây? Ai mà biết được. Cái gì đây? Cái gì đây? Để mình khui ra luôn để coi nó là cái gì các bạn ạ. Khui ra. Ờ. Wow. Wow. Một cái game cài, một cái game cài các bạn ạ. Hình anh Phúc. Wow, rất hấp dẫn. Rất ôm nhìn của chóp luôn các bạn ạ. Đây, một game cài này các bạn. Wow. Được, mới sưu tầm được một cái nha các bạn. Để qua một bên coi. Ôi. Một nhãn dán hình Buddha. Wow. Đây là những nhãn dán các bạn có thể dán lên vở, dán lên sách hay là dán lên những chỗ nào mà các bạn yêu thích. Còn gì nữa không ta? Ồ, oh, đây là một cuốn giấy note các bạn ạ. Một cuốn giấy note hình Kelly. Wow, cực kỳ xinh xắn. Tiếp theo. Ồ, oh, cái gì đây? Ui. Hả? Một sợi dây chuyền có hình con dao các bạn ạ. Dây chuyền vàng luôn nha, không phải dầm vừa đâu. Wow. Wow, một sợi dây chuyền có hình Free Fire nè. Có hình con dao của Free Fire nè các bạn. Wow. Trời đất ơi, xịn sò chưa? Thôi, tôi hợp mang cái này không ta? Ai mà biết được. Tôi mang thử nha các bạn. Đây, không biết là tôi có hợp mang cái này hay không. Rồi tôi nghĩ là tôi sẽ hợp đó các bạn ạ. Nhưng mà cọng dây chuyền này hơi nhỏ so với dự tính các bạn ạ. Đáng ra nó to thêm một xíu nữa thì mình nghĩ là vừa khít luôn á. Ok, xong rồi. Tôi có hai sợi dây chuyền. What the hell? Còn gì nữa không ta? Còn. Ta-da! Một cái móc đeo chìa khóa. Ôi, cái này dùng để cạo gió được nè anh em. What? Wow. Đây, móc đeo chìa khóa. Xịn sò chưa? Anh em thấy xịn sò không? Nó có hình Free Fire. Inox các bạn ạ. Inox. Đây. Hai cái luôn. Wow. Rất xịn sò. Để qua bên đi coi còn gì nữa không. Ui ra. Một cuốn sổ Free Fire các bạn ạ. Một cuốn sổ. Rất xịn sò. Rất chất lượng. Có in hình. In hình thách đấu luôn. Wow. Thấy không? Đại kiện tướng đó các bạn ạ. Không phải dạng vừa đâu. Anh đâm 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 bắn ra. Không phải dạng vừa đâu. What the hell. Chưa hết đâu nha các bạn. Chưa hết đâu nha. Chúng ta vẫn còn rất là nhiều thứ. Không biết là có ai muốn xem tiếp không ta? Ờ, chúng ta còn một cái thùng này nữa nè. Một thùng xịn to. Bây giờ khui luôn nha các bạn. Khui luôn. Ở clip này thì mình sẽ khui hết tất cả những đồ mà mình đã đặt mua ở trên Shopee của Garena Free Fire. Cái kéo của tôi đâu rồi? Đây. Bắt đầu khui một cái thùng này ra. Tôi thấy có một cái hấp dẫn rồi đó anh em ạ. À, chuẩn bị nè. Một cái ba lô Free Fire. Có lẽ tôi là một người săn sale duy nhất thế giới các bạn ạ. À thế à? Đây tôi không có săn sale, tôi mua giá gốc luôn các bạn ạ. Wow. Sinh nhật Free Fire. Một ba lô Free Fire. Rất hấp dẫn, có chữ Free Fire đây các bạn. Đây, ba lô Free Fire đây. Wow. Chất liệu thì mình thấy cũng rất là ok. Nhìn cũng rất là amazing good job luôn. Rồi để qua một bên đi. Rồi tiếp theo là cái gì đây? Hai cái áo. Tí nữa mình sẽ mặc áo lên mình cho các bạn xem. Áo thì để sau đi nha. Ui, mình có một hộp Huy cài áo luôn các bạn ạ. À, rồi nãy là mình có được một cái này. Đây, nãy là mình có cái này à. Còn bây giờ một hộp luôn. Xin. Từ, để con coi. Trong hộp này có cái gì đây? Wow. Đủ các bộ sưu tập luôn các bạn ạ. À. Nè. Đủ bộ sưu tập ở trong đây luôn. Nào là Hayato nè, nào là gì đây? Moko nè các bạn, Moko nè. Đó. Xịn to chưa? Trời ơi, còn đây là gì? Ai mà biết được. Đây là gì đây? Ồ, hình như đây là con
Kavala gì đó, Kavila, Kavala, nó quên tên rồi, chơi riết rồi quên tên rồi. Ô, có cả con này nữa nè. Wow, con này con kỹ năng cầm sọc vun, con này làm gì ta? Quên mất tiêu rồi. À, chơi game riết quên mất tiêu nhưng mà mình có bộ sưu tập rồi. What the hell? Ok, tiếp tục. Sợi dây chuyền tôi rớt cái dao rồi nè. Damn it. Trời đất ơi, tại sao lại rớt cái dao vậy? Ai mà biết được. Để đây tí mình sẽ sao. Ok. Rồi còn cái gì nữa? Wow, một hộp gì đây? Có chữ Free Fire nè. Ta-dang. Wow, thì ra là một cái cốc. Cái ly. Ly nước Free Fire các bạn ạ. Ly nước Free Fire. Wow, rất hấp dẫn. Có thêm cái ống nữa, ống nhựa nữa. Ống sắt luôn. Trời ơi. Một ống sắt, một ly nước Free Fire và có thêm một ống sắt. Wow, hấp dẫn. Cực kỳ amazing, good job luôn. Rất chất lượng nha mọi người. Có cả mở nắp ra có thể uống được. Rồi có thể có lỗ đầy ống hút. Rồi có lỗ đầy lại luôn nè. Wow, rất chất lượng. Ly nước rất chất lượng các bạn ạ. Ta-dang. Rồi. Chưa đâu nha các bạn, chưa hết đâu. Chúng ta vẫn còn một thùng nữa. Quá xịn to. Nhiều quá. Thôi, mùa dịch này cho tôi tự kỷ ở nhà đi các bạn ạ. Đấy. Sinh nhật Free Fire mà các bạn. Mua quà về cho bản thân mình thôi, mình cũng đóng nói chung là mình cũng đi cùng với Garena từ thời sinh nhật là 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi đến 4 tuổi rồi các bạn ạ. Đấy. Nên bây giờ sinh nhật 4 tuổi mình phải có một cái gì đó ăn mừng cho bản thân chứ đúng không? Rồi, tiếp theo. Hả? Thôi, chắc các bạn thích cái này lắm. Wow, hấp dẫn quá à. Hấp dẫn quá à. Để mình cắt ra mình đem lên từng cái cho các bạn xem. Và đây là con chó Shiba. Con chó Shiba này các bạn. Rất là dễ thương. Hình như là con này là con hồ ly đúng không? Con này ớt khóc con này. Con này là cũng là con chó Shiba luôn hay sao á? Con này cũng là chó Shiba luôn, con này chó Shiba luôn, hai con. Rồi. Có hai con rồi nha các bạn. Tiếp tục nè, đây mới là con hồ ly nè các bạn. Yeah. Lôi nó ra coi. Đây, con hồ ly. Ta-da. Rất là xịn sò, piu piu piu. Xịn sò không anh em? Đừng nói còn mát giá ở trên đây luôn nha. Rồi, bỏ qua một bên nào. Chúng ta lại khui con tiếp theo. Mình muốn là có con khỉ quá mà không có. Con chó Shiba tiếp. Nhưng mà nó là skin con Godzilla. Godzilla nha mọi người. Rồi, tiếp theo coi. Còn con gì không? Còn một con nữa các bạn ạ. Ta-da. Đây con mèo các bạn ạ. Hả? Con mèo. Đây là con mèo Đây là con mèo Ok. Rất nhiều thứ trong ngày hôm nay. Và bây giờ đến phần sâu áo các bạn. Bây giờ cái áo đầu tiên mình sẽ mặc nè. Bây giờ biến hình nè. Hai, bật biến hình. Chào mọi người. Đây là cái áo mình mới mua. Đẹp không? Wow. Quay một vòng cho anh em xem. Rồi. Tiếp tục nha anh em. Tiếp tục cái áo khác nha. Thì sinh nhật 4 tuổi. Yeah. Wow. Rất hấp dẫn các bạn ạ. Đây ở phía sau có một hình con dao. Phía sau này đây. Hấp dẫn chưa? Tiếp tục nè. Áo hai màu các bạn ạ. Áo này là dạng như là áo hoodie vậy á, nhưng mà chất vải của nó là chất vải gần như là chất vải gì ta, vải len hơi mềm các bạn. Đây còn vải phía sau còn đến chuẩn bị nè. 3, 2, 1. Và đây thì là một cái áo, bên đây ống tay màu vàng, còn bên đây ống tay màu đen, nhìn xịn sò không anh em? Wow, rất hấp dẫn ở phía sau này các bạn. Wow. Wow. Và
Như vậy hôm nay thì mình đã review cho các bạn tất cả những món đồ mà mình đã đặt ở trên Shopee rồi các bạn ạ. Thì xin là Free Fire mà mình phải thưởng cho bản thân cái gì. Cũng chúc cho tất cả cộng đồng game Free Fire sẽ có một năm mới thật là vui tươi và sẽ có một ngày sinh nhật thật là nhiều quà. Nhớ đăng nhập vào những ngày sinh nhật, làm những nhiệm vụ để có thật là nhiều quà của Garena Free Fire ha. Tôi không phải quảng cáo đâu, hôm nay tôi mục đích của tôi là tôi khoe đồ thôi ha. Ok, thì clip đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip này và đừng quên để lại cho mình một like và một lượt subscribe. À, các bạn thấy những món quà nào mà các bạn cảm thấy đẹp thì nhớ comment ở phía bên dưới cho mình biết nha. Mình hay đọc comment lắm, khoái đọc comment các bạn ạ. Hôm qua các bạn không biết mà mình khoái đọc comment lắm. Rồi, bây giờ bye bye. Ai gọi vậy? Ai gọi tầm này vậy? Ai gọi? Đợi xíu mọi người. Bye bye mọi người. Hả? Bye mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye. With the